Em xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại video 362 của kênh em. Và lô cần tối hôm nay thì có đầu tiên sẽ có những cây ISO cho các anh đánh đơn âm lăng xê nha. Và những cây cần ISO khoen nhỏ, cần carbon, phôi hai da rất là đẹp. Hôm nay thì có về được một cây Ikada khoảng Daiwa 1m8. Cần đẹp nha các anh, phôi hai da luôn. Và một cây Heiichi 1m8, độ cứng 8-15. Các anh săn độ cứng này nhiều nha. Và một cây cần Heiichi nội địa Nhật Bản khoen xích gold, khoen xứ xám, khoen gold này. Và một cây lua khoen xích nha các anh, này 1m8 cứng ML, hàng China đời cao nha. Và một cây cán vợt của 3m3 và những cây cần súp này, những cây súp từ 3m6 cho tới 4m2 cho các anh đánh đầu cần nha. Và giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship mỗi đơn cần là 40.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao phí ship ạ. Và các anh đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại em có ghi trên màn hình hoặc là các bạn Zalo với em qua số điện thoại 0933 111 365. Đầu tiên là một cây cần tay, này cần tay 6m1 nha các anh. Cây này thì hàng Korea xuất Nhật nha. Này, thu gọn của cần là 75cm. Chất liệu carbon ạ. Carbon 6m1 và ngọn cần là ngọn 0.7 ly. 0.7 ly nha các anh, phôi từ lóng thứ hai đây, phôi carbon xoắn mũi nha. Cái này phôi đẹp, họa tiết sáng này, độ mới cao, còn tầm 90-95%, 90-95 nha các anh. Và trọng lượng của cần là 211g ạ. Cái này thì có độ cứng khoảng tầm 3-3.5H. Cần ra thẳng ngọn không võng này, độ cứng tốt nha này, ra thẳng cho các anh. Và thu gọn là 75cm, cần mã số 0, giá 390.000, bao ship ạ. Mã số 0, giá 390 nha các anh. Này đi kèm nắp chụp đầy đủ nha. Chiều dài 6m1. Và tiếp theo, mã số 1. Mã số 1 là một cây cần ISO, chất liệu phíp, dòng New Subcat nha các anh. Chiều dài cây này 3m9 nha. Này, nước sơn màu xanh. Và bát là bát Fuji FS7, bát xếp ạ. Này, nước sơn màu xanh toàn thân luôn nha. Và ngọn cần là ngọn 2.7 ly. Này, 2.7 ly cần có hai khuyên chạy. Và cái này đi kèm tổng cộng là 4 lóng. Này, 39 nha các anh, 4 lóng. Đây là gen chống nổ nha, không phải rơi khuyên. Và độ cứng của cần là độ cứng 20-25. Này, cái này độ nảy tốt nha. Cứng 20-25. Cần ra thẳng ạ. Và dàn khuyên đi kèm là khuyên hãng. Khuyên hãng nha các anh. Trọng lượng cây này là 340g. Cần mã số 1 giá 350. Mã 1 giá 350. Và tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây chiều dài 4m2 nha, dòng Y-Bit 4m2, nước sơn cũng màu xanh toàn thân. Và bát là bát Fuji FS7, bát xếp. Bát FS7 căng gắn máy lớn được nha. Và ngọn cần ngọn 2.8 ly, ngọn lớn. Cái này thì có hai khuyên chạy này, nước sơn có đi thi năm thấy nha các anh. Nó có bị xước nước sơn bên ngoài thôi, không ảnh hưởng đến phôi bên trong. Và cần tổng cộng là 5 lóng. Đi kèm tổng cộng 5 lóng nha, nước sơn màu xanh. Và độ cứng của cái này là độ cứng 20 ạ. 20. Trọng lượng là 465g, mã cần số 2, giá 350.000. Cần mã số 2 giá 350.000. Này, 4m2 nha. Và tiếp theo mã số 3. Mã số 3, cái này có chiều dài là 4m2 ạ, dòng High Speed. Bát là bát Fuji FS7 bát xếp. Nước sơn bên ngoài thì cũng còn 80-85% nha các anh. Và ngọn cần là ngọn 2.6 ly. Cần có 3 khuyên chạy nha. 3 khuyên chạy và đi kèm tổng cộng là 4 lóng. 5 lóng ạ. 2 khuyên chạy và 5 lóng nha các anh. Có gen chống nổ đầy đủ và độ cứng của cái này là độ cứng 20-25. Tầm 20-25. Và trọng lượng cần là 466g, mã số 3, giá 400.000. Cần mã số 3, giá 400 ạ. Và tiếp theo là mã số 4 nha các anh. Đây, một cây cần ISO, chiều dài cần là 4m2 nha. Cây này thì nước sơn của nó màu đen, bát cũng là bát Fuji FS7. Và ngọn cần ngọn 2.5 ly ạ. Đi kèm tổng cộng 2 khuyên chạy và cần có 5 lóng nha các anh. 5 lóng, này, nước sơn màu đen nha. Dàn khuyên đi kèm là khuyên hãng. Dàn khuyên hãng và độ cứng của cần là độ cứng tầm 20-25 nha các anh. Này, 4m2 độ cứng 20-25.
và trọng lượng là 441g, mã số 4 giá 350.000. Cần mã số 4 giá 350.000 ạ. Đây cần ISO nha. ISO, các anh đánh đơn âm lan xê đều được. Này, dòng này đánh lan xê tốt nha. Và tiếp theo là mã số 5 là một cây cần ISO khuyên nhỏ. Cây này chất liệu carbon ạ, chiều dài 2m7, cần có 5 lóng. Bó là bát hãng, bát xếp. Này, khuyên nhỏ nha các, lóng ngắn. Và ngọn cần là ngọn 0.9 ly. Này, cần cầu đơn tốt nha. Cầu đơn ok. Này, cần đi kèm là 3 khuyên chạy. Này, phôi carbon xoắn đây nha các. Carbon nha. Và cần có tổng cộng là 5 lóng. Chiều dài 2m7. Cái này độ cứng khoảng tầm là 3 nha các. Tính theo phần tay thì nó được 4.5H. Này, độ cứng 3, độ cứng tốt. Và dàn khuyên là khuyên hãng, khuyên bắt hãng. Trọng lượng 140g, cần mã số 5 giá 350.000. Mã số 5 giá 350. Và tiếp theo mã số 6. Một cây xô khuyên nhỏ chiều dài 1m8 nha các. Cái này của hãng Olympic, hàng Korea xuất Nhật ạ. Đi kèm tem vàng vẫn còn đầy đủ nha. Tem vẫn còn. Bát của nó là bát Fuji FS5 nha các. Này, bát Fuji FS5. Và tay cầm đây được uốn chỉ dài luôn nha. Khá là chắc chắn, ngọn 0.8 ly. Đây, cây này thì chất liệu là fit nha các. Chất liệu fit. Và còn đi kèm tổng cộng là 4 khuyên chạy. 4 khuyên chạy ạ. Khuyên của nó là khuyên Fuji loại xứ xám và cần có 3 lóng. Này, 3 lóng nha các. Độ cứng cây này là độ cứng 1.5 nha. 1.5 đến 2. Tính theo cần tay thì nó được khoảng tầm 3H nha các. Này, độ nảy của cần thì khoảng tầm 3H cho các. Và trọng lượng là 84g, mã số 6, giá cái này 250.000. Cần mã số 6 nha, giá 250. Cần flip ạ. Và tiếp theo mã số 7 là một cây quýt, hàng China xuất Nhật, chiều dài 2m4, độ cứng 2. Cái này chất liệu carbon, bó là bát Fuji FS6, bát xếp. Này, nước sơn bên ngoài còn 85-90%. Và ngọn cần là ngọn 1.1 ly. Này, 1.1 ly nha các anh, cần có 4 khuyên chạy nha. Đây, phôi carbon xoắn từ lóng ngọn luôn. Từ lóng ngọn cho tới gốc. Này, cái này dàn khuyên đi kèm là khuyên Fuji xứ đen nha các anh. Nguyên zin nguyên bản nha. Độ cứng 2, canh hạ cần tay thì độ cứng nó được tầm 4-5H. Và trọng lượng cần là 88g. Cái này mã số 7 giá 500.000. Cần mã số 7 giá 500.000 ạ. ISO khuyên nhỏ nha. Lóng ngắn, carbon. Tiếp theo mã số 8 là một cây ISO Olympic ạ. Chiều dài 3m6, độ cứng 1, phôi 2 da nha các anh. Tem vàng vẫn còn. Và bát là bát Fuji Stainless LS6 nha. Bát đời cao. Đây mời các xem ạ, ngọn cần là ngọn 1 ly. Cái này thì cần đi kèm tổng cộng là 4 khuyên chạy. 4 khuyên chạy, phôi carbon xoắn. Này, phôi xoắn nha. Cần ISO. Và dàn khuyên đi kèm là khuyên Fuji loại xứ xám. Độ nảy của cần tốt nha các anh, 36, độ cứng 1. Này, cái này các anh hạ tay thì nó được 4-5H nha. Và trọng lượng cần là 170g, mã số 8, giá cái này 800.000. Cần mã số 8 giá 800 ạ. Và tiếp theo mã số 9 nha các anh. Mã số 9 là một cây cần ISO. Cái này chiều dài 3m6, độ cứng 3, độ cứng tốt cho các anh đây. Dòng Sabiki, bát là bát hãng, bát xếp ạ. Nước sơn của nó màu bạc với màu cam và cả màu đen nữa. Nước sơn còn sáng, còn 85%, 80-85% nha. Và ngọn cần là ngọn 1.6 ly, ngọn lớn. Độ cứng 3 cho các anh. Phôi xoắn từ lóng ngọn cho tới gốc nha. Và cần đi kèm tổng cộng là 4 khuyên chạy. 4 khuyên chạy ạ. Này, độ cứng 3 nha các anh. Và dàn khuyên đi kèm là khuyên hãng. Này, cái này khuyên hãng nha. Trọng lượng cần là 145g, mã số 9, giá 500.000. Còn mã số 9 giá 500 ạ. ISO khuyên nhỏ, chiều dài 36, độ cứng 3. Và tiếp theo mã số 10 là một cây cần ISO. Cây này của hãng Olympic nha các anh. Này, Olympic chiều dài cần 3m3 nha. Nước sơn màu đen. Này, cây này thì còn mới. Mới 90-95%, cần còn rất là mới, như chưa sử dụng qua luôn nha các anh. Độ mới rất là cao. Còn Fuji này, còn Olympic nha, đó là bát Fuji Stainless LS6, bát đời cao. Uốn chỉ còn rất là chắc chắn.
Và ngọn cây này ngọn 1.09 ly nha các anh. Ngọn bé, ngọn 0.9 ly, 3m3. Và đi kèm tổng cộng là 4 khuyên chạy nha. Phôi từ lóng thứ hai trở đi đây, phôi xoắn nổi rất đẹp. Này, cây này mới độ mới cao nha. Mình chưa sử dụng luôn. Này, rất đẹp nha các anh. Chiều dài 3m3 ạ. Và độ cứng của cần là độ cứng 2 nha các anh. Độ cứng 2, cây này các anh hạ tay thì độ cứng được 4-5H nha. Độ nảy tốt, các anh dòng cá có cảm giác ạ. Này, không quá mềm nha. Không quá mềm. Và dàn khuyên là khuyên Fuji loại xứ xám. Khuyên còn rất đẹp, rất sáng luôn. Và trọng lượng cần là 163g, mã số 10, giá 850.000. Cần mã số 10 giá 850. Đi kèm nắp chụp và túi đựng đầy đủ. Tiếp theo mã 11. Mã 11 là một cây cần Ikada của hãng Daiwa. Daiwa, chiều dài cần 1m8. Này mời anh xem, 1m8 nha, tem vàng vẫn còn. Đó là hãng Daiwa. Bắt xếp. Cây này thì cần gấp khúc nha các anh. Gấp khúc. Này phôi đây, phôi carbon xoắn nha. Xoắn toàn thân luôn. Và ở đây thì người ta có quấn chỉ dài. Khi mà các anh đóng cá lớn, nó sẽ chịu lực tốt hơn nha. Thì ở đây có bị rơi khuyên và quấn chỉ lại nha các anh. Đây cần về tình trạng này ông báo luôn cho các anh. Này phôi dưới này là phôi hai da, sáng đẹp nha. Khuyên cái là khuyên Fuji xứ xám. Cần ráp khúc ạ, chiều dài 1m8. Và trọng lượng cái này là 86g. Cần mã 11 nha. Giá là 800.000. Mã 11 giá 800. Này, Ikada ráp khúc của hãng Daiwa nha các anh. Cần còn 80-85%. Này, độ mới cũng tương đối. Ikada. Và tiếp theo là mã số 12. Mã 12 là một cây cần Hichi. Hichi Daiwa, chiều dài 1m8, độ cứng từ 8 đến 15. Này, dòng cross carbon nha các anh, hàng to quanh xuất Nhật. Này, tem vàng đây, vẫn còn nha. Cần Hichi. Bá là bát stainless nha các anh, bát đời cao, bát xếp. Này, thì cây này thì tình trạng của nó là có bị rơi một cái khuyên này nha các anh. Đây tình trạng này em báo luôn, các anh về quấn lại khuyên nha. Này, còn phôi là phôi hai da toàn thân ạ. Ngọn cần ngọn 1.1 ly. Đây độ cứng của nó đây nha các anh. Ngọn 1.1 ly nha, dạng ngọn đặc, ngọn tháp. Này, ngọn sợi thủy tinh đặc đây. 1.1 ly, khuyên cái là khuyên Fuji loại xứ xám. Và trọng lượng là 111g, mã 12, giá cái này 750.000. Còn mã 12 nha các anh, giá 750. Đây, giá này là giá rơi khuyên nha. Tiếp theo mã 13 là một cây cần Hichi, hàng nội địa Nhật Bản nha các anh. Đây, cây này thì nó không ghi tên hãng. Này, chiều dài 1m8. Hichi, độ cứng của cần độ cứng 15-20 nha. Đây mời các anh xem, 15-20. Cần Hichi, dàn khuyên của nó là khuyên Fuji loại xứ xám. Đây chân khuyên là gold nha các anh. Chân khuyên là khuyên gold, rất đẹp nha. Đây cũng có bo chỉ dài để các anh chịu, để cần chịu lực hơn khi mình đóng cá lớn nha. Này, cần còn rất đẹp, khuyên Fuji xứ xám ạ. Này, và đầu bu của nó đây, đầu bu xích nha các anh, đầu bu xích chống xoắn, cần Hichi cho các anh ngồi bè ngồi thuyền câu tuyệt vời luôn nha. Phôi carbon xoắn toàn thân, tem vàng đây, hàng nội địa nha các anh. Bát là bát Fuji FS6, bát xếp. Này nó cũng mạ màu gold vào luôn nha, rất đẹp. Này, tay cầm là dạng màu gỗ có sơn bóng lên nha các anh, rất sáng. Cần Hichi, hàng nội địa Nhật ạ. Và ngọn cần ngọn 1.5 ly, cây này có trọng lượng là 145g, mã 13 giá 1.250.000. Cần mã 13 giá 1.250.000. Đi kèm một cái túi đựng đây, đầy đủ nha. Và tiếp theo mã 13. Mã 13 là một cây cần lua máy đứng, cây này dòng Mamiya. Đây có đi kèm một cái túi nguyên zin luôn. Nguyên zin, cây này mới trên 95% như hàng nước luôn nha các anh. Chưa qua sử dụng cũng có nha. 1m8 cứng ML. Hàng China xuất Nhật ạ. Mã có tem vàng còn đầy đủ. Độ mới trên 95%. Chiều dài 1m8 nha. Hãng Mamiya. Nước sơn màu xanh rêu. Và bát của nó bát Fuji. Bát vặn. Tay cầm cánh bần ạ. Còn nguyên siêu chưa bóc đây. Và dòng khuyên đây nha. Mời các anh xem. Khuyên là khuyên Fuji xứ xích. Dòng khuyên này thì độ mới cực kỳ cao luôn. Đây, cái này như hàng lướt cho các anh. Đầu bu cũng đầu bu xích chống xoắn nha. Phôi xoắn chìm toàn thân, nước sơn xanh rêu.
và thông số tải mồi từ 1/8 đến 1/2 OZ tải cá từ 6 đến 12 lb. Này, hàng đời cao nha các anh, China đời cao. Đây, Mamiya nha. Và ngọn cần là ngọn 1.7 ly, trọng lượng 129 g, mã 14 giá 1.500.000 nha. Mã 14 giá 1.500.000. Này các anh, về câu mà mình sưu tầm, cần còn rất mới rất đẹp luôn ạ. ML vừa đánh nha các anh, không quá cứng, không quá mềm. Tiếp theo mã 15 là một cây cán vợt của hãng Olympic. Này, cán vợt chiều dài 3m3 nha, phôi 2 da. Này, có dây để canh buộc, buộc cái dây đeo nha. Buộc dây đeo, cây này thì độ mới tốt, tem vàng vẫn còn. Này, tem vàng vẫn còn nha các anh, nắp rất là chắc chắn luôn. Này, mời các anh xem, độ mới tốt, 85-90% có nha. Này, phôi 2 da, cán vợt xịn luôn ạ. Và gen cái này là gen 10. Này, gen 10 nha các anh. Bên trong lóng là cũng phôi 2 da luôn nha, 2 da toàn thân. Có gen chống nổ. Và cái cán vợt này thì nó có tổng cộng là 3 lóng. Này, 3 lóng ạ. Ra thẳng nha, còn rất chắc chắn, ra rất là thẳng. Này, chiều dài 3m3 và trọng lượng là 305 g. Cây này có mã số 15 giá 850.000. Cán vợt mã số 15 giá 850. Này, cán vợt còn đẹp, gen là gen 10 nha các anh, chiều dài 3m3 nha. Thì chiều dài này là tính cả vợt vào nha. Và tiếp theo là mã số 16. Này, mã 16 là một cây cần súp chất liệu carbon dòng Sirius nha, chiều dài cần 3m6. Bát là bát Fuji FS7 chữ vàng, bát xếp. Này, còn nước sơn bên ngoài thì còn 80-85%. Và ngọn cần ngọn 2 ly. Cái này thì có hai khuyên chạy và cần có 4 lóng. Này, phô nó xoắn từ lóng ngọn luôn nha các anh, rất sáng rất đẹp luôn. Này, khuyên Fuji loại xứ xám. 36 và độ cứng của cần là độ cứng 27-30. Này, tầm DX đến CX cho các anh nha. Các anh đánh đầu cần được. Này, khuyên là khuyên Fuji loại xứ xám. Những cái này các anh đánh ăn xê thoải mái luôn, tốt luôn. Và trọng lượng là 320 g, mã 16 giá còn là 800. Sấp nha các anh, mã 16 giá 800. Tiếp theo là mã số 17. Mã 17 là một cây cần 3m9, sấp 3m9. Độ cứng là từ 30-35. Cây này chất liệu carbon ạ, bát Fuji FS7, bát sấp. Này, mời các anh xem nha, cần ngoại hình còn tốt, còn đẹp nha. Và ngọn cây này ngọn 2.2 ly. Thì kèm có hai khuyên chạy. Này, phô cũng xoắn từ lóng ngọn luôn nha các anh. Này, xoắn toàn thân, độ mới bên trong cũng còn khoảng tầm 80-85%. 39 độ cứng 30-35 nha, độ cứng tốt. Này, và khuyên cái của nó là một khuyên gập dàn khuyên Fuji loại xứ xám. Trọng lượng cây này là 360 g, mã 17 giá 850.000. Cần mã số 17 nha, giá là 850. Và tiếp theo là mã số 18. Mã 18 nha các anh. Đây, mã 18 đây. Là một cây cần hoại ngân Fatecker. Cây này ISO khuyên lớn nha. Chiều dài cần 4m2, độ cứng 20. Hàng Korea xuất Nhật ạ. Và đi kèm tổng cộng là 4 lóng. Nước sơn màu xanh đen. Bát là bát Fuji FS7, bát xếp. Tem vàng vẫn còn nha các anh. Và ngọn cần là ngọn 2 ly. Cây này ngọn 2 ly. Cần có hai khuyên chạy, phôi xoắn đẹp rất này, rất là đẹp nha các anh. Xoắn từ lóng ngọn và đi kèm tổng cộng là 4 lóng. Alpha Tucker chiều dài 4m2 ạ. Dàn khuyên đi kèm là khuyên Fuji loại xứ xám nha. Đây, độ cứng của nó độ cứng 20 nhưng mà nó không quá mềm nha. Rất là tốt. Cây này các anh đánh năng xê, đánh ngâm, câu đơn đều được nha. Này, khuyên Fuji xứ xám. Cần ISO khuyên lớn ạ và trọng lượng là 388 g, mã 18 giá cần là 850.000. Còn mã số 18 giá 850.000. Tiếp theo mã 19 là một cây carbon rod chiều dài cần 4m2, cần súp nha các. Nước sơn màu đỏ đây. Viền đỏ luôn và bát là bát Fuji FS7 chữ vàng, bát xếp. Nước sơn đẹp nha, có xe xước đi theo 5 tháng. Và ngọn cần là ngọn 2.3 ly. Cần đi kèm hai khuyên chạy ạ. Hai quen chạy và có 4 lóng nha. Phôi carbon xoắn toàn thân. Xoắn toàn thân cho các anh. Khuyên cái là một khuyên gập. Chiều dài 4m2.
Và độ cứng cái này là độ cứng 27, tầm 27. Đây, lóng gốc của nó có xây xước đi theo năm tháng nha các, không tránh khỏi nha, này bãi không tránh khỏi. Và trọng lượng còn là 393 g, mã số 19, giá 850. Còn mã 19 giá 850.000. Và tiếp theo là mã số 20. Mã 20 là một cây cần Ryobi ạ. Ryobi chiều dài 3m9, dòng Superlight. Superlight, bán là bát Fuji, FF7, chữ vàng, bát xếp. Để mở bên xem sub nha, cần sub. Và ngọn cần là ngọn 2 ly ạ. Cái này thì có hai khuyên chạy, nước sơn màu xanh toàn thân luôn, vô carbon xoắn. Một khuyên cái là một khuyên gập nha các. Và cần có tổng cộng là 4 lóng. 4 lóng, độ cứng cây này độ cứng tốt nha. Độ cứng là tầm 30. Tầm 30, tầm xế đó. Và dàn khuyên đi kèm là khuyên Fuji loại xứ xoắn. Phôi xoắn toàn thân. Trọng lượng cần là 505 g, mã số 20. Giá cây này là 750.000. Còn mã số 20 giá 750.000. Tiếp theo cần mã số 21 là một cây Roya Carbon nha các. Này Roya Carbon chiều dài cần là 4m2 ạ. Cái này phô cũng xoắn nổi toàn thân luôn, rất sáng. Báo là bát Fuji FF7 chữ vàng, bát xếp. Và ngọn cần là ngọn 2.4 ly. Cái này thì có hai khuyên chạy nha. Và cần có 4 lóng. Này, phô xoắn đây. Và các anh xem chi tiết nha. Thì ngoại hình những cây hôm nay thì cũng còn tương đối, không quá xây xước đâu, còn đẹp nha. Khuyên cáo của nó là một khuyên gập, dàn khuyên Fuji lõ xứ xám. Và độ cứng của cây này là độ cứng 27, tầm 27, tầm D ít ạ. Trọng lượng còn là 394 g, mã số 21. Mã 21 giá 1.100.000. Còn mã 21 giá 1.100.000, dàn khuyên Fuji xứ xám ạ. Và tiếp theo mã 22. 22 là một cây súp khoảng Suzumi, chiều dài cần 4m2 nha. 42, cây này hàng Korea xuất Nhật, tem vàng còn đầy đủ, nước sơn màu trắng đây, toàn thân luôn. Nước sơn cây này còn 80-85%. Báo là bát Fuji FF7, bát xếp. Và ngọn cần là ngọn 2.2 ly. Đi kèm hai khuyên chạy. Nước sơn màu bạc nha các. Súp Suzumi nha. 4m2 và độ cứng cái này là độ cứng khoảng tầm 27. Tầm 27 ạ. Bên cái là một khuyên gập này, nước sơn bên trong cực kỳ sáng luôn. Bên trong của nó khoảng tầm 85-90% ạ. Này. Và trọng lượng cần là 340 g, mã 22 giá 1.050.000. Còn mã 22 giá 1.050.000. Tiếp theo mã 23 là một cây cần Olympic ạ. Sub Olympic chiều dài 4m2. Và ngọn cần là ngọn 2.7 ly. Cái này thì đi kèm hai khuyên chạy nha các. Khuyên của nó là khuyên Fuji xứ xám. À, 4m2 nha, cái này thì độ cứng không? Khoảng tầm là 27, 27 đến 30. Này, khuyên Fuji loại xứ xám nha, khuyên cá một khuyên gập. Này, các lóng vẫn còn rất là đẹp nha. Này, xoắn toàn thân luôn từ lóng ngọn cho tới gốc. Và trọng lượng cần 391 g. Còn mã số 23 giá cây này là 900.000. Còn mã 23 giá 900 ạ. Tiếp theo là mã số 24. Mã 24 là một cây xô khuyên lớn ạ. Cây này chiều dài 4m, độ cứng 3. Đây, độ cứng 3 nha các. Chiều dài 4m nha. Nước sơn còn sáng bóng luôn. Cây này nước sơn bên ngoài còn là 85-90%. Báo là bách hãng bách vặn. Nước sơn tốt, còn còn đẹp. Và ngọn cái này ngọn 1.8 ly. Đây mời các xem nha. Ngọn 1.8 ly cần có 3 khuyên chạy. Dàn khuyên cái này là khuyên hãng ạ. Này, vô carbon xoắn nha. Carbon xoắn. Này, khuyên hãng cho các. 4m, độ cứng 3. Cần ra thẳng, độ nảy tốt ạ. Độ này tốt nha, cây nạc xanh có thể là hạ tay. Câu thì độ cứng nó phải tầm trên 4H 4.5H ạ. Ngọn cần ngọn 1.8 ly. Và trọng lượng cây này là 268 g nha. Cần mã 24 giá 800.000. Mã 24 giá 800 ạ.
Và em cảm ơn Can đã xem hết video của em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha Can. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video ngày mai của kênh em. Chúc anh đi cầu may mắn nha.